Dạo qua các khu đô thị thời gian gần đây, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi những căn biệt thự bỏ hoang trước kia nay đã biến hình thành những quán cà phê, bia hơi, ẩm thực, cửa hàng sửa xe, buôn bán vật liệu xây dựng. Những căn biệt thự, nhà liền kề rộng hàng trăm mét vuông ở ngay giữa khu đô thị đông đúc nhưng giá thuê chỉ vài triệu đồng trên tháng. Điều này tưởng chừng có vẻ bất hợp lý nhưng đang là thực tế diễn ra ở một số khu đô thị hoang vắng. Tại khu đô thị Văn Phú Hà Đông, dọc tuyến đường này, các biển hiệu quảng cáo được treo khắp nơi. Thế nhưng hoạt động kinh doanh buôn bán chỉ diễn ra ở tầng 1. Từ tầng 2 trở lên, dấu hiệu xuống cấp, sập xuệ của các căn biệt thự hiện ra như thế này. Căn nhà rộng hàng trăm mét vuông tại khu đô thị Văn Quán này được chủ cửa hàng sửa xe máy và quán cà phê thuê lại diện tích tầng 1. Chủ cửa hàng này cho biết, anh thuê với giá 10 triệu đồng một tháng. Do thuê tạm thời nên không sửa sang lại nhiều. Tất cả đều rất thô sơ. Tường không chát, sắp đặt mấy bộ bàn ghế, căng bạt và treo biển hiệu là có thể kinh doanh. Việc thuê lại các căn biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang là một phương án hay khi thị trường bất động sản vẫn đang trầm lắng. Bởi người thuê thì được nhà giá rẻ, không mất nhiều công sức đầu tư. Còn chủ nhân ngôi nhà vừa có tiền, có người trông nhà vừa đỡ lãng phí. Đồng thời, hạn chế được tình trạng mất mỹ quan đô thị, mất an ninh trật tự do việc tồn tại của các khối nhà bất động này.